Chào mừng các bạn đến với kênh The Village of Ly. Trên tay mình là một vỏ sò móc cực nhanh mà thành phẩm lại rất là xinh xắn để trang trí túi nè, thì ngại gì không thử đúng không nào? Về phần nguyên liệu thì mình sẽ dùng len miêu cô tông 50g, một mã màu len rất là dễ thương luôn. Tiếp theo là mình cần 2 ghim đánh dấu và một phôi kẹp tóc. Ở đây là mình dùng kẹp tóc giọt nước, bạn nào dùng phôi mỏ vịt cũng được nha. Và cuối cùng là keo nến. Về phần kim móc mình sẽ dùng kim 3mm. Các bạn dùng len khác thì nhớ điều chỉnh size kim cho phù hợp nhé. Rồi bây giờ mình cùng móc nha. Đầu tiên mình tạo một vòng tròn ma thuật, mình đẩy len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Sau đó mình đưa kim qua vòng tròn, vòng kim, lấy len, kéo qua, mình đã xong một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình lên một bính. Tiếp tục tại vòng tròn, mình móc vào 8 mũi đơn, mình đưa kim qua chân, lấy len lên. Trên kim mình có 2 vòng len, mình lấy len, kéo qua 2 vòng. Rồi mình đã xong một mũi đơn, các bạn đánh dấu lại chân đó ha. Tiếp tục tại vòng tròn, mình đưa kim qua nè. Rồi kim mình sẽ nằm ở trên phía len nha các bạn. Sau đó mình lấy len qua, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng len, mình đã xong mũi đơn thứ 2. Tiếp tục đưa kim qua, lấy len, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng len, mình đã xong mũi đơn thứ 3. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đủ 8 mũi đơn nha. Mũi đơn thứ 4, tiếp tục tại vòng tròn. Mũi đơn thứ 5, tiếp tục tại vòng tròn. Mũi đơn thứ 6, tiếp tục tại vòng tròn. Mũi đơn thứ 7 và mũi đơn thứ 8. Sau đó mình sẽ kéo sợi len ngắn này cho vòng tròn nhỏ lại ha. Sau đó tại chân đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên, mình sẽ bắt đầu cho hàng tiếp theo luôn nha các bạn. Ở đây là mình sẽ không kết hàng. Các bạn chú ý giúp mình, bình thường mình sẽ đưa kim qua 2 vòng len như thế này, nhưng bây giờ mình sẽ đưa kim hoàn toàn ở chân sau, mình sẽ móc ở chân sau nha các bạn. Và cách móc như sau, đầu tiên là mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra tại chân đầu tiên nè. Để móc ở chân sau, tại chân đầu tiên mình đưa kim vào giữa 2 vòng len, mình đẩy chân sau lên như thế này và mình sẽ móc vào một mũi đơn. Các bạn đánh dấu lại chân này ha, để mình xác định được đây là chân đầu tiên cho hàng tiếp theo nhé. Và tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi đơn cũng tại chân sau nữa để mình tăng chân nha các bạn. Vậy là mình đã tăng chân xong, đến chân tiếp theo cũng tại chân sau. Đây mình đưa kim qua ở giữa nè, đẩy cái chân sau lên và mình sẽ móc vào 2 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi đơn nữa ha. Rồi mình đã tăng chân xong, đến chân thứ ba mình cũng thực hiện tương tự, cũng tại chân sau. Mình sẽ móc vào 2 mũi đơn cùng một chân. Mũi đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó. Và mũi đơn thứ hai, đến các chân còn lại các bạn cứ thực hiện tương tự, tại chân sau. Mỗi chân mình sẽ móc vào 2 mũi đơn cùng một chân. Mình đã xong hàng thứ hai, bây giờ mình sẽ móc hàng thứ ba nha. Chân đánh dấu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thì các bạn sẽ đánh dấu lại chân thứ 9 giúp mình ha. Hàng thứ 3 này mình sẽ chia đôi ra và mình sẽ móc ra 2 cụm khác nhau nha. 8 chân đầu tiên mình sẽ móc như sau. Tại chân đánh dấu mình móc vào chân sau 2 mũi kép đơn, mình vòng một len trên kim, đưa vào chân sau của chân đầu tiên nè, lấy len qua. Trên kim mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng len đầu tiên. Tiếp tục mình lấy len kéo qua 2 vòng len còn lại. Mình đã xong một mũi kép đơn, các bạn đánh dấu lại chân này ha, để mình biết đây là chân đầu tiên nè. Rồi tiếp tục tại chân đó cũng tại chân sau, mình móc thêm một mũi kép đơn nữa để mình tăng chân nha. Kéo qua 2 vòng len đầu tiên nè các bạn. Sau đó mình kéo qua 2 vòng len còn lại. Rồi đến chân tiếp theo cũng tại chân sau, mình móc tương tự, mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn. Mình lấy len kéo 2 vòng đầu tiên, kéo qua 2 vòng còn lại, tiếp tục tại chân đó nè, vòng một len rồi ha. Rồi, lấy len kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len còn lại. Đến chân thứ 3 mình cũng thực hiện tương tự ở chân sau, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ 2, đến các chân còn lại, mình sẽ móc vào mỗi chân là 2 mũi kép đơn. Và mình móc ở chân sau cho đến điểm đánh dấu nha các bạn.
Mình đã móc xong 8 chân đầu tiên, còn 8 chân cuối mình sẽ móc như sau, tại chân đánh dấu. Mình tháo kim ra trước đã ha. Mình cũng sẽ móc hoàn toàn ở chân sau nha các bạn. Mình móc vào 2 mũi kép đôi, mình vòng 2 vòng len trên kim, đưa vào chân sau, lấy len qua. Trên kim mình có 4 vòng len, mình cũng lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên trước. Tiếp tục kéo qua 2 vòng lần thứ 2. Và mình kéo qua 2 vòng còn lại. Mình đã xong một mũi kép đôi, tiếp tục tại chân đó nè, mình vòng 2 vòng len trên kim, đưa vào chân sau của chân đó luôn. Mình cũng kéo qua 2 vòng len đầu tiên trước ha. Tiếp tục kéo qua 2 vòng len lần thứ 2. Và mình kéo qua 2 vòng len lần thứ 3. Mình đã xong chân đầu tiên, đến chân thứ 2 mình cũng thực hiện tương tự. Tại chân sau mình móc vào 2 mũi kép đôi. Kép đôi thứ nhất nè, tiếp tục tại chân sau của chân đó luôn, mình móc thêm một mũi kép đôi nữa ha. Và kép đôi thứ hai đến các chân còn lại cũng tại chân sau, các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Mỗi chân là mình sẽ móc vào 2 mũi kép đôi. Khúc này mình sẽ tua nhanh ha, một mũi kép đôi rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Mũi kép đôi thứ hai, rồi chân tiếp theo cũng tương tự. Cũng tại chân sau, mình móc vào 2 mũi kép đôi. Kép đôi thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó. Và kép đôi thứ hai, các bạn cứ thực hiện như vậy nhé. Vậy là mình đã móc xong 8 chân còn lại của hàng thứ 3. Thì đến hàng thứ 4 mình sẽ móc ngược về để mình viền nha các bạn. Đầu tiên là mình lên 2 bính, 1, 2. Và hàng này mình sẽ móc ngược về từ phải, vòng vô phần trung tâm ha. Và cách móc như sau, tại chân tay phải kế bên cái chân mà mình vừa lên bính nè, mình đưa kim ngược về cái chân đó. Sau đó mình lấy len kéo qua. Trên kia mình có 2 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng để mình móc một mũi đơn ngược. Tiếp tục chân bên tay phải cái chân đó, đưa kim qua, lấy len kéo qua. Rồi các bạn kéo thẳng qua bên tay phải giúp mình luôn nè. Sau đó mình lấy len kéo qua 2 vòng len trên kim để mình móc một mũi đơn ngược. Rồi tiếp tục đến chân tiếp theo cũng tương tự, mình đưa kim qua chân nè, sau đó lấy len qua. Mình kéo qua bên tay phải một xíu, sau đó mình lấy len kéo qua 2 vòng len, mình móc xong một mũi đơn ngược. Rồi đến các chân tiếp theo, các bạn cũng móc tương tự như vậy giúp mình nha. Mỗi chân là mình sẽ móc một mũi đơn ngược cho đến điểm đánh dấu. Mình đã móc tới điểm đánh dấu rồi nè, rồi bây giờ mình tháo kim móc ra. Cũng tại chân đó luôn, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn ngược. Tiếp tục tại các chân mới nãy mình móc ở chân sau, bây giờ mình dư ra các chân trước nè các bạn. Thì tại các vòng len đó ha, mình cũng đưa kim qua nè. Sau đó mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn ngược. Rồi đến chân tiếp theo, cũng tại chân trước, mình móc một mũi đơn ngược. Các bạn cứ thấy cái vòng len nằm ở phía trên á, thì các bạn cứ móc vào cho mình một mũi đơn ngược nha. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tức là mình cũng đã xong các chân trước rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cắt len đi. Sau đó để giấu phần len này, mình sẽ đưa kim từ dưới lên trên, tức là từ mặt trái sang mặt phải ở phía giữa, trung tâm. Sau đó mình lấy len kéo xuống về mặt sau. Rồi bây giờ mình sẽ lượt mặt sau ở phía dưới và mình giấu len thừa đi nữa là xong. Và cuối cùng là mình sẽ dán kẹp tóc vào. Ở đây là mình sẽ dán quanh phần rìa của phôi kẹp.
mình cho keo vào và mình dán vào phần vỏ sò. Mình đợi keo khô nữa là xong nha các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc một vỏ sò xoắn rất là dễ thương rồi. Mình chúc các bạn thành công nha.